Kính thưa bà con cô bác và anh chị em đang sống ở mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 2 năm Quý Mão năm 2023, chúng tôi đang có mặt tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Nàng Đại Quan, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nơi đây thờ ngũ vị đại vương thần đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước và xây dựng làng Đại Lan xưa, nay là làng Đại Quan, xã Đại Hưng. Đó là: một, Đức Đinh Lang Đại Vương sinh ngày 10 tháng 2, hóa ngày 12 tháng 6. 2, Đức Đông Hải Đại Vương sinh ngày 10 tháng Giêng, hóa ngày 12 tháng 12. 3, Đức Đô Thiên Đại Vương sinh ngày 4 tháng Giêng, hóa ngày 23 tháng 12. 4, Đức Nhã Bộ Đại Vương sinh ngày 12 tháng 9, hóa ngày 29 tháng 10. 5, Đức Nguyên Tuấn Đại Vương sinh ngày 4 tháng Giêng, hóa ngày 2 tháng 12. Đền Nàng Đại Quan đã được xây dựng hơn 1.500 năm về trước, từ thời Triệu Việt Vương. Cùng với sự thăng trầm của các thời kỳ lịch sử, ngôi đền vẫn đứng vững và giữ được những nét cổ kính tôn nghiêm. Trong đền hiện nay vẫn còn lưu giữ được 18 đạo sắc phong, nhiều tài liệu và cổ vật có giá trị cao, cũng như vẻ tôn nghiêm của các linh khí thờ ngũ vị đại vương. Chúng tôi thấy không khí chuẩn bị cho lễ hội đã được hoàn tất, xung quanh đền đã được sửa sang đẹp đẽ. Xa xa chúng tôi thấy là có những cái sân khấu để dành cho văn nghệ, rồi các cái trò chơi dân gian đã được sẵn sàng chuẩn bị. Đây là ngày đầu tiên nhóm phóng viên chúng tôi đang có mặt tại cái cửa đền làng Đại Quan để ghi hình và thao tác các nghiệp vụ về cho để phục vụ cho lễ hội, như các cái hoạt động như là bóng truyền hơi của nam và nữ thì đã được khởi tranh. Theo truyền thống từ xưa để lại để tưởng nhớ công lao của ngũ vị đại vương, hàng năm nhân dân trong làng tổ chức các tế lễ và tổ chức lễ hội truyền thống 3 năm một lần vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Nhân dân làng Đại Quan thì đang náo nức chờ đón ngày khai hội sau 6 năm bị lỡ hẹn vì đại dịch Covid-19. Kính thưa bà con cô bác và các vị khách quý, cùng các cháu là người con của làng Đại Quan, hãy về với hội làng vào đúng 7 giờ sáng ngày 7 tháng 2 năm Quý Mão
là ngày khai hội nguyện cầu ngũ vị đại vương phù hộ độ trì cho dân làng Đại Quan an khang thịnh vượng, để người người và nhà nhà chọn niềm vui trong ngày lễ hội.